chào quý khán giả. Những thông tin nóng nhất, mới nhất đã được chúng tôi cập nhật. Hãy ngồi lại với VTV Cần Thơ trong chương trình Viên Tế hôm nay sáng để khởi động một ngày mới thật hứng khởi. Những vụ việc liên quan đến các trung tâm đăng kiểm đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều vụ việc cò mồi trong hoạt động này đã được phát hiện. Chính vì vậy, rất cần một giải pháp mạnh tay để kịp thời chấn chỉnh. Nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay cùng một số tin tức đáng chú ý khác. Khi mâu thuẫn không thể giải quyết bằng lời nói, tình hình an ninh trật tự còn lắm nỗi lo. Là mất an ninh trật tự, gây bức xúc lượng cho quần chúng nhân dân. Lời hứa việc nhẹ lương cao, đừng đổi tin. Những con số này có thể khiến bạn trung bình, nhưng đó là sự thật. Đặc sắc, hấp dẫn, đón xem màn trình diễn của những chú ếch ở phần cuối chương trình. Thưa quý khán giả, câu chuyện tại các trung tâm đăng kiểm thời gian qua đã làm nóng dư luận. Rất nhiều đối tượng đã bị điều tra xử lý. Việc sớm chấn chỉnh hoạt động này là yêu cầu cần thiết hiện nay. Trước vấn đề này, mới đây Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải triển khai việc đăng ký lịch kiểm định xe cơ giới bằng phần mềm, tránh trùng lập và chống cò mồi. Đồng thời, việc khẳng định khẩn trương xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 139 là yêu cầu cấp thiết. Để sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm định xe ô tô, đồng thời không để xảy ra các sai phạm bất ổn như thời gian qua, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5. Trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý Bộ Giao thông Vận tải về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước, tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất đối với lĩnh vực đăng kiểm và quy định các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự. 20 trường hợp thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn vừa được Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mời làm việc. Những trường hợp này đều ở độ tuổi thanh thiếu niên từ 16 đến 24 tuổi. Thời gian qua, các đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi gây mất an ninh trật tự tại địa phương như chạy xe lạng lách, đánh võng, tụ tập đua xe vào ban đêm, dùng hung khí đánh nhau. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, không ít đối tượng tại Hậu Giang sẵn sàng ẩu đả, thậm chí là dùng hung khí để giải quyết. Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều, tuy nhiên đâu dẫn vào đấy. Nhiều vụ việc xảy ra khiến tình hình an ninh trật tự bỗng trở thành nỗi lo. Hình ảnh do camera ghi lại tại một con hẻm ở thành phố Ngã Bảy. Từ chỗ bình yên, nay bỗng trở nên ồn ào, náo loạn. Nghi ngờ bị xúc phạm, nhóm thanh niên này tìm nhau để giải quyết. Không chỉ bằng tay, mà còn có cả hung khí. Tuy hành vi đánh nhau của các đối tượng không gây thương tích, nhưng đã ảnh hưởng xấu đến làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân. Do đó, lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo là phải cương quyết xử lý nhóm đối tượng này nhằm răn đe giáo dục. Manh động, liều lĩnh, các đối tượng sẵn sàng dùng đủ mọi cách chỉ để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí là bơm xăng. Theo lực lượng công an, hầu hết các trường hợp này còn khá trẻ, có không ít trường hợp dưới 18 tuổi. Các đối tượng mà có hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng thì có thể khởi tố tội danh như cố ý gây tích, giết người. Còn các đối tượng chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng thì nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ áp dụng giáo dục xã phường thị trấn để tiến hành quản lý đối tượng. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều đối tượng đã rơi vào dòng lao lý. Trong phiên tòa này có giọt nước mắt muộn màng, có nỗi đau của người ở lại. Giá như hôm đó chậm lại thì đâu có nỗi niềm của ngày hôm nay. 18 tháng tù giam là mức án dành cho đối tượng Phạm Phước Hiền, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, ngày 26 tháng 12 năm 2022, Công an Vĩnh Long bắt quả tang Phạm Phước Hiền cùng 9 đối tượng khác đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống tại phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền 2 triệu đồng, 4 con gà cùng một số vật chứng khác có liên quan. Hiền khai nhận với mỗi độ gà 1 triệu đồng, đối tượng sẽ lấy 100.000 đồng tiền sâu. Cuối năm ngoái, hàng loạt vụ việc lao động Việt Nam sập bẫy việc nhẹ lương cao đi làm việc ở Campuchia đã bị phát hiện. Lao động bị bóc lột, bị giam lỏng, bị đánh đập, đến nỗi phải tổ chức bỏ trốn tập thể, bơi qua sông về nước.
Điều này khiến tất cả chúng ta phải giật mình trước những nguy hiểm từ nạn buôn bán người. Theo báo cáo của Bộ Công an, 5 năm qua, cả nước phát hiện 440 vụ với gần 880 đối tượng vi phạm và 1.240 nạn nhân bị mua bán, nghi bị mua bán. Hiện đang xuất hiện nhiều đường dây phạm tội mua bán người với các thủ đoạn việc nhẹ, lương cao, tổ chức cho nạn nhân vượt biên để ép buộc làm việc bất hợp pháp trên nước bạn, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn. Hệ quả là nhiều người bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Do cần tiền trả nợ, anh đã lên mạng tìm việc làm. Nạn nhân được giới thiệu làm phu xe, mỗi ngày 2 chuyến đưa người qua lại Campuchia với số tiền 5 triệu đồng một chuyến. Làm theo hướng dẫn của các đối tượng, anh đến thành phố Hồ Chí Minh và được một xe ô tô đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đến nơi, công việc lại không giống như thỏa thuận. Toàn là bị lừa thôi à. Mình bán sức cái lao động của mình, hạ về mình ở Việt Nam mình làm được nhiều thì mình làm thôi. Đừng có ham mê mình qua bển mà kiểu có tiền nhiều các thứ rồi, sự là không có đâu. Nhiều khi còn bỏ mạng của anh hết. Cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng, nạn nhân được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu cá nhân rồi đưa sang Campuchia. Khi muốn trở về Việt Nam, gia đình anh phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền 160 triệu đồng. Anh vẫn còn rất sợ hãi khi nhớ về những ngày tháng đã qua. Em biết gia đình cũng không có đủ tiền để đưa cho nó thì em mới không chịu nữa. Cái cấp đó thì nó bán em vào công ty khác. Tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 đến 1.000 đô la Mỹ một tháng trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang Campuchia. Tuy nhiên, thực tế không có việc nhẹ, không có lương cao, mà thực chất nhiều nạn nhân bị đưa vào các đường dây mua bán người, làm việc 15 giờ mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài, bị tra tấn, đánh đập, đòi tiền chuộc. Tại tỉnh An Giang, công an tỉnh đã tiếp nhận 7 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia. Khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo. Nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp. Mơ về việc nhẹ lương cao, có người may mắn được trở về gia đình, nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc và bị bán giống như một món hàng. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, số lượng nạn nhân không chỉ hàng chục, hàng trăm mà hàng ngàn người. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Theo Bộ Công an, trong số các nạn nhân mua bán người, phụ nữ chiếm 58%. Trong số này, 19 vụ bóc lột tình dục, hơn 130 vụ cưỡng bức lao động, 4 vụ để lấy bộ phận cơ thể. Từ năm 2012 đến năm 2020, mục đích mua bán người chủ yếu đưa ra nước ngoài chiếm trên 85% tổng số vụ. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều giao dịch ở trong nước, tỷ lệ 45-50%. Hiện nay xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Một số vụ mua bán trẻ sơ sinh, núp bóng tổ chức thiện nguyện. Nước ta cũng là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba. Không phải ngẫu nhiên mà vùng đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là giữa cây trái của cả nước khi sở hữu nguồn đất, nguồn nước thuận lợi cho ra phong phú các loại đặc sản. Mà không chỉ đặc sản vốn có, đôi khi một loại cây trái từ xứ khác đem về miền Tây trồng cũng cho những hiệu quả vượt trội. Cây dâu tầm vốn được trồng ở xứ lạnh như là Đà Lạt, vậy mà đem về vùng nắng nóng như An Giang lại phát triển rất tốt. Trong những năm trở lại đây, mô hình trồng dâu tầm ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên không chỉ một hoặc hai hộ mà hình thành cả một làng dâu. Khoảng thời gian tháng 3 đến tháng 5 này là một trong ba vụ chính rộ trong năm của vườn dâu tại xã Mỹ Khánh. Cỡ 18 gốc như thế này, ngày nào cũng thu hoạch trên dưới 30kg. Anh Đoàn cho biết giá dâu tầm trong thời gian dài luôn nằm ở mức từ 40 đến 50 ngàn một ký, gần gấp 10 lần so với giá lúa và ổn định. Ít sâu bệnh so với nhiều loại cây trồng trước đây như chanh, ổi, nhãn. Chính người chủ của nó cũng không thể ngờ sự thử nghiệm năm xưa giờ đây mang thu nhập cho cả gia đình và những người xung quanh. Rồi sao bây giờ trái quá nhiều đi. Bây giờ thì mình mở cái tour du lịch cho khách đi vừa tham quan để cho có cái mô hình ở cho xã, một là nông thôn nó được phát triển lên rồi, một hai cái gì cho vui vui cho xã.
Cái thứ nhất, cái thứ hai mình cũng tạo được mấy cái cơ ngơi cho mấy cái người lớn tuổi bị thất nghiệp á. Họ sáng họ bẻ cho mình một ký là thuê họ cũng 6.000 một ký. Tôi làm vườn thì không có, tôi du lịch thì không giống như mấy vườn khác. Như du lịch của người ta thì thu vé, còn tôi đây không có thu vé. Rồi đi vô ăn tự nhiên, rồi trên cây thì cứ có trái chín cứ hái ăn, còn trái sống chừa lại tôi, còn nếu hái nhiều đi ra tôi căng ký. Rồi còn nếu ăn uống thì có đồ ăn uống đầy đủ, còn mà chỉ có tốn tiền, khách vô tốn tiền là mua sản phẩm về nhà làm quà hoặc là uống nước mới tốn tiền thôi. Vừa bán trái tươi, vừa làm du lịch. Dâu tươi thời gian bảo quản ngắn nên nhà anh Đoàn chế biến ra hàng loạt các sản phẩm, đăng ký thương hiệu để mang danh tiếng dâu tầm đồng bằng đi xa. Thương hiệu cũng phải quan trọng chứ. Đặc ví dụ như mình đưa lên Facebook hay là cái mời tour du lịch, khách họ lại họ quay họ thấy ở được cái vườn, ở phải cái vườn nó phải có tên tuổi, hoặc là mua sản phẩm mình về họ dòm vô trong cái nhãn mác có tên tuổi họ cũng nhớ. Giờ đã có nhiều nhà học tập mô hình vườn dâu Hai Thuận, xóm dâu cũng hình thành. Các nhà kết nối với nhau để tạo lượng hàng hóa lớn, liên kết với nhau làm du lịch. Ai cũng có công ăn chuyện làm. Sáng nào cũng vậy, vừa là chủ nhà thu nhập kinh tế mà tạo cho những cái lao động nhàn rỗi đó. Người ta cũng có công ăn chuyện làm. Sở Nông nghiệp, Phòng Kinh tế hỗ trợ công nghệ cao mà phung tứ đó. Nó rất là thuận lợi cho mình. Rồi cái điều thứ ba nữa đó là rất phấn khởi cái này, là mình nhìn thấy cái quê hương của mình nó được đổi mới. Anh Đoàn cho biết do cây dâu hiện nay đã thành đại trà nên anh đang tiếp tục thử nghiệm thêm các loại cây trồng mới như cây bơ, cây cherry. Các giống mới đang cho kết quả ban đầu tốt trên nền đất phù sa của xứ An Giang.